Thực hiện bước 3 của quy trình giới thiệu người ứng cử Hội đồng Nhân dân, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị. Tại các hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh giới thiệu tiêu chuẩn người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tóm tắt tiểu sử Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, được hội nghị cử tri văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở nghiên cứu tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, hội nghị đã thảo luận và biểu quyết nhất trí 100% giới thiệu ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Biên bản các hội nghị, hồ sơ, tài liệu có liên quan sẽ được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.